nước Việt Nam và em thường hay hỏi bố em về lịch sử đất nước. Thì cái ngày 2 tháng 9 theo cái hồi mà em còn học cấp 1 đó, thì bố hay rất hay kể chuyện về cái ngày lịch sử của dân tộc, đó là ngày 2 tháng 9 năm 1945. Mặc dù bố em không sinh ra vào cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp là từ hơn 1.000 năm đô hộ đến năm 1945, nhưng mà bố em có tìm hiểu về lịch sử của đất nước trong giai đoạn đó. Mặc dù em là một người rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống cũng như là tìm hiểu về lịch sử dân tộc, nhưng mà khi mà nghe bố kể những câu chuyện đấy thì cảm thấy rất là tự hào về những truyền thống vẻ vang của dân tộc, đặc biệt là những câu chuyện về những anh hùng đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Em cảm thấy là đó là những tấm gương sáng, và họ là những con người rất là dũng cảm, là có thể quên mình để bảo vệ cho nền độc lập đất nước cũng như là đem đến cho đất nước một cuộc sống tự do. Thế hệ bọn em dù không trải qua cái giai đoạn lịch sử đó nhưng mà vẫn có thể tìm hiểu được qua những kênh thông tin. Qua những hình ảnh thì em thấy cuộc sống ngày nay của bọn em rất là phát triển và nó có một bước tiến mạnh mẽ hơn so với giai đoạn trước. Không thể so sánh. Thực ra thì đây là một so sánh rất là khập khiễng, bởi vì đây là giai đoạn mà đất nước đang độc lập tự do, còn trước năm 15 là Pháp đang đô hộ Việt Nam. Chính vì vậy mà cái cuộc sống của các thế hệ cha anh mình ngày trước rất là khổ cực. Có được một cuộc sống như ngày hôm nay thì em cũng rất cảm thấy rất là biết ơn những người đã hy sinh vì tổ quốc. Cuộc sống gia đình em thì nói chung là không được khá giả cho lắm, nhưng mà em thấy đã hạnh phúc rất nhiều so với nhiều gia đình, rất rất nhiều gia đình ở trước đó.